Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hương Yên. Nhãn sớm năm nay được bán tại một số chợ ở thành phố Hương Yên từ đầu tháng 7 do không được mùa, cho nên giá nhãn sớm trung bình cao gấp rưỡi so với vụ trước. Giá bán nhãn sớm ở thành phố Hương Yên từ 40 đến 50 000 đồng một kg, loại ngon có giá hơn 60 000 đồng một kg. Nhãn sớm chủ yếu là các giống Hương Chi, nhãn Cùi Hương Yên. Tại các quầy nhãn trung bình một ngày bán được từ 2 đến 5 tạ. Mỗi ngày tôi bán được 5 6 tạ các nơi Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng. So với năm ngoái thì nó lên nhiều. Năm ngoái thì nó chỉ có 35 000 cân thôi. Với 30 000 thôi. Nhưng mà năm nay nó phải gấp đôi vì năm nay nó mất mùa, nó không có mấy. Với mong muốn cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có chất lượng tốt nhất, đồng thời mở rộng địa bàn phục vụ, góp phần vào sự phát triển của địa phương, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hưng Yên đã đưa vào hoạt động phòng giao dịch tại huyện Kim Động. Từ ngày 12 tháng 7 năm 2019, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hưng Yên chính thức đưa phòng giao dịch Kim Động đi vào hoạt động với đầy đủ tính năng của một ngân hàng thương mại đa năng hiện đại như huy động vốn, nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, hoạt động tín dụng cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình, cán bộ công nhân viên, dịch vụ thanh toán, mở tài khoản tiền gửi thanh toán, cung ứng phương tiện thanh toán, thực hiện dịch vụ thanh toán như xét ủy nhiệm chi, dịch vụ thu hộ, chi hộ, chuyển tiền kiều hối, thanh toán lương, tiền điện, điện thoại, dịch vụ ngân hàng hiện đại, internet banking, mobile banking, smart banking, phát hành thẻ, vân vân nhân dịp khai trương từ ngày 12 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 12 tháng 9 năm 2019, BIDV Hương Yên triển khai chương trình khuyến mại. Tất cả khách hàng đến giao dịch và sử dụng dịch vụ tại phòng giao dịch Kim Động đều có cơ hội nhận được quà tặng hấp dẫn. Hiện nay, nhiều quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, bền vững, góp phần hỗ trợ cho các thành viên trên địa bàn phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao đời sống của người dân, đóng góp không nhỏ vào việc xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế địa phương, đẩy lùi tín dụng đen. Quỹ tín dụng nhân dân xã Đông Tảo, huyện Quai Châu được thành lập năm 1996, từ nguồn vốn ban đầu 70 triệu đồng. Đến nay, quỹ đã có nguồn vốn 120 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 70 tỷ đồng Quỹ luôn tạo điều kiện tốt nhất để người dân tiếp cận vốn vay thuận lợi và đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho người dân mở rộng sản xuất, phát triển ngành nghề, qua đó giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Gia đình tôi vay là 250 triệu. Tôi thấy là cái cái việc mà ví dụ như là trong quá trình vay hoặc là hồ sơ giấy tờ thì cũng rất là thông thoáng tạo điều kiện cho người dân chúng tôi. Quỹ tín dụng nhân dân xã Mỹ Sở huyện Văn Giang hiện nay có tổng nguồn vốn 300 tỷ đồng với dư nợ cho vay 180 tỷ đồng cho trên 500 hộ vay vốn. Từ nguồn vốn của quỹ đã đáp ứng nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn và góp phần đưa giá trị canh tác của xã Trung Bình mỗi hecta canh tác đạt 450 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng một năm. Có thể nói là sản xuất kinh doanh thì nó cũng không thể cái gì nói trước được. Có thể do thời tiết, do thiên tai cũng có thể dẫn tới người ta chậm trả. Thì đấy là một cái mà nó là rất là là bình thường thôi. Nhưng nếu như mình không có cách thao gỡ thì dẫn cho người ta có thể là gặp khó khăn. Như những cái trường hợp mà như thế thì có thể là chúng tôi cũng tạo điều kiện giãn nợ hoặc là cho người ta kéo dài kỳ hạn nợ ra để cho người ta có cơ hội trả nợ và chính mình cũng đỡ bị mắc vào cái tình trạng cái nợ nợ xấu. Xác định khách hàng vay bền vững, tiềm năng là hướng đi của quỹ tiến dụng nhân dân xã Phụng Công từ nhiều năm nay. Mặc dù với dư nợ hiện nay 130 tỷ đồng, có nhiều khách hàng vay từ 800 đến 1 tỷ đồng để phát triển trồng hoa cây cảnh, nhưng trong nhiều năm qua quỹ không để xảy ra nợ xấu. Chúng tôi phân công anh em cán bộ uh, tiến dụng thẩm định là từng dự án về ra phân tích các dự án đầu tư làm sao các phương án tối ưu để tìm hiểu cái hệ số rủi ro quy đổi ví dụ như là đầu tư cho cái mô hình trồng hoa thì họ cần bao nhiêu vốn và cái quan trọng nữa là cái uh, kiểm tra sát sao trước trong và sau khi cho vay Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 65 quỹ tiến dụng nhân dân với nguồn vốn huy động 5.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay 3.500 tỷ đồng. Trong thời gian qua, các quỹ đã làm tốt kiểm soát chất lượng tiến dụng, nợ xấu chỉ chiếm 1% dưới mức 3% của ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số quỹ tiến dụng thời gian qua hoạt động yếu kém, có biểu hiện xa rời tôn chỉ và mục đích hoạt động, thậm chí vi phạm pháp luật tiềm ẩn rủi ro, ảnh hưởng đến ổn định chính trị trật tự xã hội trên địa bàn ngày 8 tháng 7 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chỉ thị số 10 về việc tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống quỹ tiến dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hương Yên. Chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, với Ủy ban Nhân dân các cấp, các đoàn thể chính trị xã hội, để tăng cường cả cái việc mà vai trò trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, ban kiểm soát của quỹ dụng để mà đưa cái, cái, cái kiểm soát thường xuyên hàng ngày để mà chấn chỉnh kịp thời những cái sai sót tồn tại. Bên cạnh đó, các quỹ tiến dụng nhân dân phải nâng cao năng lực trình độ, đặc biệt lấy ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ quản trị, điều hành quỹ tiến dụng nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt. Công ty Bảo Việt Hương Yên, địa chỉ 154 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.